Xin chào tất cả các anh. Chào mừng các anh đã đến với kênh của Hương Thùy. Clip số 13 ngày hôm nay em sẽ lên tổng cộng cho các anh là 38 mã hàng. Các anh chốt mã hàng, liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo của em 038 4687 455. Em sẽ ghi ở bên dưới phần mô tả cho các anh ha. Về hình thức vận chuyển của bên em thì nếu như các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship cho mình luôn. Còn ship code thì các anh tự thanh toán phí vận chuyển giúp em ha. Em vào chi tiết mã số 1 luôn. Mã số 1 em lên là một cây búa hiệu Bakuma. Đây các anh, Bakuma. Đây, mặt búa của nó này. Đầu bấy đinh nè các anh. Đó, còn rất là mới, rất là đẹp ha. Đây, ở dưới nó cũng có khắc này. Hàng này của Nhật nha các anh. Made in Japan này. Cây này thì nó dài 35cm nha các anh. Nặng 700g. Em để giá 250.000. Mã số 1. Mã số 2 em lên là một cây mỏ lết răng hiệu MCC. Đây các anh. Cây này 18 inch nha các anh. Đó, hiệu MCC này. Đây em mở ngàm cho các anh xem. Vặn còn rất là trơn tru ha các anh. Đây, cái răng của nó bên trong này. Đó, răng còn rất là đẹp. Cây này thì chiều dài của nó là 45cm, là mở ngàm ra luôn đó nha các anh, 45cm, ngàm mở tối đa là 6cm. Em để giá 500.000. Mã số 2. Mã số 3 em lên là một cây búa bi hiệu OH. Đây các anh. Cái hiệu của nó này, OH của Nhật ha, Japan, người ta có khắc chữ Japan luôn. Đây, mặt búa. Cây này thì nó dài 31cm, nặng 500g. Em để giá 200.000. Mã số 3. Mã số 4 em lên là một bộ dụng cụ đa năng. Đây các anh. Cái này mình tách ra được luôn nha. Đó. Một bên là cái nĩa và cái muỗng này. Khi mà mình gắn vào lại thì mình ập cái muỗng này xuống thì nó sẽ giữ là không mở ra được nữa nè các anh. Đó, mình gập hết tất cả lại thì nó sẽ gọn lại. Đây mở sẵn ra cho các anh xem. Bộ này em để giá 250.000. Mã số 4. Mã số 5 em lên cũng là một bộ dụng cụ đa năng nữa. Cái này của Mỹ các anh. US đây. Đó, của Mỹ nha. Cái này thì nó chỉ có 4 món thôi. Đó. Cây này thì em để giá 200.000. Mã số 5. Mã số 6 em lên là một cây cặp tròn size lớn. Đây các anh. Đây, cái miệng của nó còn kín hết luôn nha các anh. Đó. Cây này thì nó dài 30cm. Em để giá 1.200.000. Mã số 6. Mã số 7 em lên là một con dao hiệu Goodman. Đây các anh, nó có một cái bao da nữa.
Goodman này các anh. Đó, con dao này còn rất là mới. Này, cái lưỡi của nó này. Cây này thì nó dài 21 cm. Cái phần dài lưỡi này là 10 cm nha các anh. Em để giá 300 nghìn. Mã số 7. Mã số 8 em lên là một cây cưa bonsai của Nhật nha các anh. Đây, chữ Nhật này. Mã vạch của nó này. Ngay cận cái lưỡi này các anh. Cái này thì chiều dài của nó là 48 cm. Cái phần lưỡi này là 22 cm nha các anh. Em để giá 150 nghìn. Mã số 8. Mã số 9 em lên là một cây khóa 4 số hiệu KTC nha các anh. Đây, KTC. Bên này là 10 và 13. Bên này là đầu 8 và 12 nha các anh. Đó. Còn hoạt động rất là ok. Đầu bên này nữa này. Cái này nó dài 14 cm. Em để giá 250 nghìn. Mã số 9. Mã số 10 là một cây thước gốc hiệu Sinqua. Đây các anh. Còn hộp luôn, cái này là hàng mới chưa sử dụng nha các anh. Đó, còn rất là đẹp. Bằng cái bàn tay em này. Đó, cái này còn hộp. Em để giá 300 nghìn. Mã số 10. Mã số 11 là một cây mỏ lết ngang hiệu KTC. Đây các anh, hiệu KTC của nó này. Đây ngàm còn vẫn rất là trơn tru luôn. Cái này nó dài 28 cm. Ngàm mở tối đa là 6 cm nữa nha các anh. Giá 270 nghìn. Mã số 12 là một cây kềm búa của Nhật. Đây nó khắc chữ Nhật ở đây nha các anh. Răng cũng còn kín hết luôn này. Đây cái đầu búa của nó này. Đây răng bên trong của nó này. Đó, răng còn rất là đẹp. Cây này dài 21 cm. Em để giá 250 nghìn. Mã số 12. Mã số 13 là một cây mỏ lết lobster. Đây các anh. Lobster. Cái này cũng Nhật ha, Japan này. Ngàm còn vẫn rất là trơn tru. Cái này thì chiều dài của nó là 25,5 cm. Ngàm mở tối đa là 3 cm nha các anh. Cái này em để giá 250 nghìn. Mã số 13. Mã số 14 em lên là một cây cưa hiệu Coolman. Đây cái hiệu của nó này các anh. Bên này nó made in Japan của Nhật nha. Đó.
Đây cái lưỡi của nó này các anh. Cái này còn rất là mới. Cái phần này mình tháo lưỡi ra được nha các anh. Mình bật lên như thế này. Là mình thay lưỡi. Cây này thì chiều dài của nó là gắn cái lưỡi vào là 42 cm. Phần lưỡi không này là 25 cm. Em để giá cây này 250.000. Mã số 14. Mã số 15 em lên là một cây tua vít hiệu Sunflat. Đây các anh, Sunflat Japan này, mà nó hơi mờ rồi. Đây cái mũi của nó. Cái này mình xoay được nha các anh. Đó, đổi chiều này. Nó còn có thêm một cái mũi nữa. Cái này nhỏ thôi, bằng lòng bàn tay em. Đây, em để giá 150. Mã số 15. Mã số 16 là hai con dao gập. Đây, cây này trước đi ha. Nó có khắc chữ Nhật này nha các anh. Đây, trên cái lưỡi dao cũng có khắc. Cây này thì nó dài 20 cm. Cái phần lưỡi của nó là 9 cm. Cây thứ hai này, nó cũng có khắc chữ Nhật. Này, lưỡi này. Hai cây. Cây thứ hai này thì nó dài 22 cm, lưỡi là 10 cm. Em để giá hai con này là 300.000. Mã số 16. Mã số 17 là một cây kéo tỉa mini. Đây các anh, chữ Nhật này. Cái lưỡi của nó này. Cây này thì nó dài 11 cm. Em để giá 150.000. Mã số 17. Mã số 18 là một cây kéo tỉa râm. Đây, chữ Nhật này nha các anh. Ở cái phần dưới người ta có làm cái thủ công của nó này, đó. Phần lưỡi này các anh. Cái này nó dài 17,5 cm. Em để giá 270.000. Mã số 18. Mã số 19 là một cây kềm cắt ống hiệu NCC. Đây, hiệu NCC này nha các anh. Của Nhật ha. Này. Đây, mình cắt như thế này. Cái này thì nó dài 18 cm. Em để giá 200.000. Mã số 19. Mã số 20 là một cây mỏ lết răng hiệu Rigid. Đây, Rigid nè các anh. Cây này 14 inch nha. Đây, ngàm vặn còn rất là trơn tru. Miệng ngàm này các anh. Răng còn rất là đẹp. Cái này thì chiều dài của nó là 31 cm. Mở ngàm tối đa là 6 cm nha các anh. Giá em để là 450.000. Mã số 20.
Mã số 21 là một cây kéo tỉa của Nhật. Chữ Nhật của nó này các anh. Lưỡi nó làm cái đầu lưỡi cong cong này. Đó. Cây này nó dài 20 cm. Em để giá 270.000. Mã số 21. Mã số 22 là một con dao Nhật. Đây các anh. Đây người ta có khắc chữ Nhật này. Mặt sau cũng có này các anh. Đó. Lưỡi của nó này. Còn rất là mới, cây này rất là đẹp ha. Cây này thì chiều dài của nó là 35 cm. Cái phần lưỡi này là 17 cm nha các anh. Còn cái phần ngang này là 5,5 cm này. Chiều dày của nó là 8 ly. Cây này giá 1 triệu 2, thông tin em để ở đây nha. Mã số 22. Mã số 23 là một cây rựa Nhật. Đây. Người ta có khắc chữ Nhật ở trên cái lưỡi nè các anh. Hoa văn này. Cái lưỡi của nó cũng còn rất là đẹp. Ở dưới cũng có những cái tem viết chữ Nhật này. Cây này thì nó dài 53 cm. Cái phần lưỡi này là 20 cm nha các anh. Chiều dày của nó là 5 ly. Em để giá 500.000. Mã số 23. Mã số 24 là một cây kéo cắt vải hiệu Soligen. Đây, cái hiệu của nó ở đây các anh. Soligen của Đức ha, Germany này. Đây, lưỡi. Cây này chiều dài của nó là 24 cm. Em để giá 300.000. Mã số 24. Mã số 25 là một cây dao ghép. Có khắc chữ Nhật này các anh. Lưỡi còn rất là đẹp. Cây này nó dài 23 cm. Phần lưỡi là 12 cm nha các anh. Em để giá 400.000. Mã số 25. Mã số 26 là một cây kéo bướm Nhật. Đây, chữ Nhật của nó này. Phần lưỡi nè các anh, cây này còn rất là đẹp. Cái này chiều dài của nó là 19 cm. Em để giá 300.000. Mã số 26. Mã số 27 là một cây cắt kẽm bonsai. Đây cái miệng của nó này, còn kín hết luôn nha các anh. Cây này nó dài 20 cm. Em để giá 400.000. Mã số 27. Mã số 28 là một cây cắt kẽm bonsai nữa. Cái này thì thân nó cong. Cái này thì nó có khắc chữ Nhật nữa nè các anh. Đó. Mặt sau này. Miệng cũng còn kín hết luôn. Cái này dài 20 cm.
Giá em để là 700.000. Mã số 28. Mã số 29 là một cây cạp xéo. Cây này của Nhật nha các anh. Đây. Chữ Nhật này. Miệng của nó cũng còn kín hết. Cái này thì nó dài 20,5 cm. Em để giá 450.000. Mã số 29. Mã số 30 em lên là một cây cạp rễ. Cái này cũng của Nhật luôn. Đó, chữ Nhật của nó này. Miệng cũng còn kín hết luôn nha các anh. Đó, cây này rất là đẹp. Cây này thì chiều dài của nó là 18 cm. Em để giá 450.000. Mã số 30. Mã số 31 là một cây kéo cành Nhật. Đây. Chữ Nhật. Mặt sau của nó này. Mặt sau cũng có khắc một chữ Nhật nữa. Đó. Lưỡi này các anh. Cái này thì chiều dài của nó là 20 cm. Em để giá 550.000. Mã số 31. Mã số 32 là một cây thước góc 45 độ hiệu Sinh Hoa. Đó, của Nhật này. Thước này còn rất là đẹp. Bằng cái bàn tay em. Cái này em để giá 150.000. Mã số 32. Mã số 33 là một cây kéo cành Nhật nữa. Này, ở đây có một mọc này. Hai mọc. Này, cái thân nó này, cong này, rất là đẹp ha. Này, em mở lưỡi cho các anh xem. Cây này nó dài 20 cm. Giá em để là 800.000. Mã số 33. Mã số 34 là một bộ đục thép trắng. Cái này gồm 7 cây. Cái chiều dài của nó là như nhau nha các anh, 22 cm. Còn cái phần lưỡi này thì nó để ở đây hết. Lưỡi này là 3 cm này. Cái tiếp theo là 2,4 cm này. 1,5, 0,9, 0,6, 0,3. Cái này 0,2 nha các anh. Nó không có in. Cái này là hàng mới luôn, chưa sử dụng, để em cầm lên từng cây này. Đó, người ta khắc chữ Nhật. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đó, phần dài lưỡi này thì anh mấy anh nhìn ở đây nha. Còn chiều dài thì là 22 cm hết. Cây thứ hai này. Cái này 2,4 cm ha. Cái thứ ba. Nó cũng có khắc mộc Nhật. Cái này 1,5 cm phần lưỡi. Này. Cái này 0,9 cm. Cây thứ năm, nó đều khắc cái hiệu của nó ở đây nha các anh. Cái này 0,6 cm. Cây thứ sáu này, đây nó khắc nhỏ nhỏ ở đây. Cây này 0,3 cm nha các anh.
cây cuối cùng. Đó, cây nào nó cũng khắc cái hiệu của nó lên hết. Cái này thì 0,2 sen. Đây, một bộ như vậy là hàng mới, chưa sử dụng. Giá em để là 1 triệu 8. Đây, mã thứ 34. Mã 35 là một cây kéo tỉa Nhật. Đây các anh, khắc chữ Nhật này. Cây này còn rất là mới, lưỡi còn rất là đẹp luôn. Cây này nó dài 20 cm. Em để giá 350.000. Mã số 35. Mã số 36 là một cây mỏ lết lobster. Cây này nó có bọc cao su ở ngoài nữa nha. Đó. Ngàm còn hoạt động rất là trơn tru. Cây này thì nó dài 15 cm. Mở ngàm tối đa là 2,5 cm nha các anh. Giá em để cây này là 150.000. Mã số 36. Mã số 37 là một cây mỏ lết lobster nữa. Cây này cũng còn vặn trơn tru hết luôn. Chiều dài của cây này là 20 cm nha các anh. Ngàm mở ra tối đa là 3 cm. Đó, cây này em để giá 250.000. Mã số 37. Mã số 38 là một cây kiếp tỉa hiệu Masakuni. Đây. Masakuni made in Japan này, hàng của Nhật nha các anh. Ở sau nó cũng có khắc cái chữ Nhật nữa. Đó. Cây này rất là đẹp. Lưỡi này các anh. Cây này thì chiều dài của nó là 17,5 cm. Giá em để là 600.000. Mã số 38. Vậy là em đã lên xong 38 mã hàng trong clip số 13 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nhớ like và đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để khi em lên clip mới thì các anh sẽ là người đầu tiên gặp em nha. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.